Ngày hôm nay là lần đầu tiên Phan Anh làm vlog và Phan Anh đang rất là sẵn sàng để nhận gạch đá của mọi người. Hôm nay Phan Anh muốn chia sẻ một chủ đề, một điều mà giúp cho Phan Anh có thể vượt qua được những thời điểm khó khăn ở trong cuộc sống. Đó chỉ là một thứ thôi, trong hai từ: niềm tin. Điều thứ nhất đó chính là hãy tin vào chính bản thân mình. Đấy là một điều cực kỳ quan trọng. Mình phải tin là mình làm được thì mình mới có thể làm được. Phai còn nhớ lại một kỷ niệm, đó là lúc mà mình tham gia chương trình 60 phút mở. Phải nói rằng cái thời điểm đó ở trên trường Phai khá là căng thẳng. Nhưng Phai vẫn tin rằng mình đúng, anh tin vào lẽ phải, anh tin vào điều mà mình bảo vệ. Chính vì vậy Phai đã chia sẻ rất là chân thành. Hồi tưởng lại một chút xíu thì khi mà Phai làm chương trình truyền hình được khoảng độ 1 năm thì Phai bắt đầu bắt tay vào viết format Sao Online, một chương trình truyền hình trực tiếp với sự tương tác rất là lớn với quý vị khán giả. Có thể nói rằng ở thời điểm đó thì đó là một cái điều nó khá là mới mẻ và Phan rất là lo lắng, không biết làm thế nào để có thể thuyết phục được khán giả này và trước đó là ban lãnh đạo nữa. Thì mình cũng đã phải ngồi lại và mình nghĩ rằng là mình phải vượt qua cái áp lực này, mình tin là mình làm được. Và thật là may mắn khi mọi người đã đón nhận, và đó là một bước đệm rất là quan trọng để giúp cho Phan Anh sau này có thể đến gần hơn với quý vị khán giả trong những chương trình lớn hơn. Và một nơi nữa mà chúng ta rất cần đặt niềm tin đối với Phan Anh thì đó chính là gia đình. Gia đình là hậu phương rất là vững chắc để giúp cho mình có thể bay nhảy ở trong sự nghiệp, giúp cho mình có thể tung tăng với những ý tưởng và những sáng tạo của mình trong công việc. Và với gia đình thì đấy là những người mà mình tin tưởng 100%, và trong cuộc sống thì mình luôn luôn cần tìm được những người mà mình tin tưởng 100% như vậy. Tất nhiên gia đình nơi có những cái thành viên mà mình có thể dễ dàng tìm thấy điều đó nhất. Và nơi để đặt niềm tin thứ ba đó chính là anh em bạn bè chiến hữu. Phải nghĩ là đàn ông chúng ta thì đôi khi cũng có những cái lo lắng, có những cái áp lực riêng, có những cái điều mình không thể nào mà mình chia sẻ hết với người bạn đời của mình được, thì mình tìm đến anh em bạn bè chiến hữu. Và Phan Anh còn một niềm tin thứ tư nữa, niềm tin thứ tư vừa dành cho một người bạn, có thể nói là từ thuở ấu thơ của mình. Các bạn thử đoán xem đó là gì? Đây chính là người bạn của Phan Anh. Mọi người có lẽ sẽ là hơi ngạc nhiên một chút xíu đúng không ạ? Bởi vì phải chia sẻ rằng là mình có một tuổi thơ rất là vất vả, rất là gian khổ. Tất nhiên là cái thời gian khó đó thì nó cũng giúp cho mình rất là nhiều điều. Tuy nhiên Phan muốn chia sẻ về người bạn hồi nhỏ thì vì mình khó khăn á, thế nên là mình rất là mong muốn là mình sẽ có một cái tài chính ổn định. Mình rất mong muốn là sẽ có một cuộc sống vật chất đầy đủ và có thể đảm bảo cho không chỉ mình mà cho cả gia đình của mình nữa. Thế nên là mình cũng đã cố gắng rất là nhiều. Và cái việc mà cái thói quen ấy mà để bỏ tiền tiết kiệm vào heo đất ấy thì nó trở thành một cái thói quen cũng vui. Về sau này bây giờ lớn rồi thì mình vẫn giữ, nhưng mà tất nhiên là bây giờ thì mình không thể nào mà mình sử dụng những con heo đất này để tiết kiệm tiền, thì bởi vì như thế không biết bao giờ cho đủ. Chính vì vậy cần phải những cái con lớn hơn. Không, em đang không có ý gì nhá, em đang chỉ nói về con lợn đất chứ không phải là sự so sánh đây. Xin giới thiệu với cả mọi người, đây là chị Thùy Dương, một người bạn của Phan Anh, một người đã giúp cho Phan Anh rất là nhiều trong những việc là tư vấn về tài chính trong thời gian qua, một người mà Phan Anh cực kỳ tin tưởng luôn. Cảm ơn Phan Anh rất nhiều, cảm ơn em đã tin tưởng tuyệt đối vào tư vấn tài chính cho mình. Bây giờ thì nói về câu chuyện mà tại sao Phan Anh lại rất là tin tưởng chị Thùy Dương trong việc là tư vấn tài chính, bởi vì Phan Anh thấy được những cái hiệu quả của nó và mình cảm thấy an tâm. Mới đây nhất thì ví dụ như là cái sản phẩm Super Kit đúng không chị? Ba Super Kit cho ba bé nhà Phan Anh. Đó, nhà Phan Anh thì có ba bé và mình nghĩ đến việc là lo lắng làm sao cho con có một cái tài chính tốt để có thể đảm bảo cho việc là học tập của con sau này, thì thật sự là mình cũng hơi dối. Yeah. Nhưng mà có Super Kit rồi bây giờ cảm thấy rất là thoải mái luôn. Không chỉ là chỉ có Super Kit không đâu, mình đã tư vấn cho Phan Anh một là các cái giải pháp tài chính phù hợp, ví dụ như là từ những cái nhu cầu chi tiêu cơ bản này, mở thẻ tín dụng này, rồi các cái về cái tài khoản thanh toán, các cái kỳ hạn dài về sản phẩm tiết kiệm, về mua xe, mua nhà và đầu tư sinh lợi nhuận trái phiếu chẳng hạn. Đau đầu chưa? Có rất nhiều lĩnh vực, và phải nói là khi mà mình làm nghệ thuật ấy, thì mình chỉ quan tâm chủ yếu đến anh kia cặp với chị này. Nói đùa đấy chị ạ. Nhưng mà ý là những công việc mà mình cảm giác nó lãng mạn, nó cứ
mà phải nói đến tài chính ấy, cứ nói đến tiền là tự dưng cái đầu óc mình nó cứ bị ong ong, mình cảm giác mình không quen sao. Thì tiền cứ để bên này lo. Dạ. Yeah. Yeah, không mất một đồng nào hết. Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Nhưng mà chị ơi, có phải là em được quan tâm chăm sóc như vậy là bởi vì em cũng có tí nổi tiếng chị? Dạ, điều đó là cũng hiển nhiên rồi. Nhưng mà cũng thật, nói thật cho mọi người rõ rằng là Phan Anh đây là hội viên bạch kim của chương trình dịch vụ ngân hàng ưu tiên của ngân hàng mình. Thế đây là em được cái gì nhỉ? Em là như thế này nè, đã có chuyên gia riêng để mà chăm sóc tài chính cho mình. Có người lo cho mình về tài khoản này, về tất cả các loại tiết kiệm, đặc biệt mà còn có được ưu đãi thêm về lãi suất tiền gửi và lãi suất tiền vay. Mình nghĩ rằng là ước mơ ở trong cuộc đời ấy thì rất là tốt, mà chúng ta phải có niềm tin rằng ước mơ đó của chúng ta, nếu chúng ta quyết tâm thực hiện thì sẽ có một ngày chúng ta đạt được. Và trong cuộc sống cũng vậy, niềm tin là rất là quan trọng. Và niềm tin không chỉ đơn thuần là chỉ nói là tin đúng không chị? Niềm tin có nghĩa là có sự hỗ trợ nhau và xây dựng hàng ngày. Giống như là thỉnh thoảng chị Thùy Dương lại ngồi với Phan Anh để chia sẻ về kế hoạch tài chính. Dần dần thì những cảm giác là cái sự tin tưởng đó ngày càng lớn. Và đến bây giờ thì có vẻ gần như là 100% ấy. Thôi, em nghĩ là mình chỉ đến 99% đi, để mình còn có 1% để còn tiếp tục gặp gỡ nhau nữa. Dạ, đúng rồi. Hoạch định tài chính mang tính cá nhân phải được đo đi đóng giày cho từng trường hợp. Nếu bạn chưa đủ tự tin để tự làm một mình thì hãy cứ như Phan Anh, hãy tìm cho mình một chuyên gia tài chính nhé. Câu này quá là hay luôn. Các bạn hãy tìm ra cho mình một chuyên gia tài chính, bởi vì người đó là người sẽ đồng hành cùng với bạn trong suốt cả một cuộc đời. Cảm ơn chị đã tham gia vlog đầu tiên của Phan Anh, và hy vọng là chị em mình sẽ có vlog số 2, số 3, số 4 trong thời gian sớm thôi. Và xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả mọi người. Xin chào. Xin chào. Thích Công Bằng, khi niềm tin là sức mạnh.